Xin chào mọi người, thì hôm nay thì có ba con mới đi rừng về được một cái dê lan. Và cái dê này gọi là Mỹ Dung Dạ Hương nhé mọi người. Thì em nghĩ cái dê lan Mỹ Dung Dạ Hương này thì nó cũng thuộc dạng là một trong số những cái dê mà đẹp nhất rừng Tây Nguyên hiện tại luôn đó. Và em nghĩ là rất lâu nữa thì mới có một cái dê mà nó đẹp, đặc biệt là nó hoàn hảo như là cái dê này. Thứ nhất, nó là một cái dê lá xếp rất là nhiều lá nha mọi người. Và bà con người ta đi rừng người ta gìn giữ được cái cây đó. Mang từ tận nhà rừng về tới nhà mà hầu như là các lá, các cành thì nó đều còn nguyên vẹn luôn đó. Rồi, ngoài lá đẹp còn nguyên vẹn nha mọi người, thì nó là còn là một cái dê lá đột biến nữa đó. Ngoài lá xếp nữa, thì nó còn là một cái dê đột biến. Thì mọi người có thể thấy là những cái lá của nó ướn lượn, nó uống lượng sống với nhau đó. Giống như là từng cái con sóng nó đang dập chiều vậy. Rồi, ngọn thì đang đi khỏe mạnh nha mọi người. Đó, thì cái dòng này là cái dòng lá nhăn nha mọi người. Đó, nó cũng là một cái dòng lá đột biến mà mấy anh em chơi lan rừng thì đều rất là thích sưu tầm cái dòng lá nhăn này. Đó. Rồi, đây, mình mời mọi người xem nha. Quá đẹp luôn mọi người. Đây, mặt bên này. Đây thì cái bộ rễ nó, bà con ta bó lại thôi. Mọi người có thể thấy là những cái lớp vỏ cây nó vẫn còn dính chung nè. Cái hàng này thì mới bóc rừng về thôi nhé mọi người. Vừa lá xếp, vừa lá nhăn mà thân lại mọc thẳng, cân đối với nhau. Rồi. Đây, lá nè mọi người, đây lá nhăn. Lá nào cũng nhăn nha. Đó. Rồi, đây, đem ra nắng tí. Nhìn mê ngay. Rồi, hôm nay khoe mọi người tí thôi. Rồi. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở kênh Sơ Rá.